câu phủ định ở trong tiếng Nhật. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ nói rằng không phải chấm chấm là. Ở đây có hơi một chút chúng ta phân tích thể lịch sự. Ở trên đây có từ thể lịch sự. Lịch sự là gì? Các bạn gặp những người thứ nhất không quen biết lắm. Lần đầu tiên gặp những người mà các bạn đi ra khỏi nhà, khỏi các mối quan hệ bạn bè, khỏi các mối quan hệ gia đình. Với người lớn tuổi, khi đó thì chúng ta sẽ nói thể lịch sự Ideska cũng như tiếng Việt của chúng ta thôi. Chúng ta nói với người lớn tuổi, ví dụ nói với bác, chú, cô, dì, chú, bác, những người lớn tuổi, với những người ví dụ như là trên tuổi các bạn, những người ở ngoài xã hội, chúng ta sử dụng thể lịch sự. Chà arimasen mang ý nghĩa không phải. Chà arimasen mang ý nghĩa không phải. Vậy là gì? Không phải tên chấm chấm thế này, không phải tuổi thế này, không phải nghề nghiệp thế này, không phải quốc tịch thế này. Ideska và trước đó vẫn là chủ ngữ watashi tôi hoặc watashi tachi chúng tôi hoặc anohito người kia, anokata vị kia, vân vân. Ideska trong trường hợp chúng ta nói văn viết, tức là chúng ta viết 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 ra như này này, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng dewa arimasen. Dewa arimasen. Các bạn tên là gì ạ? Vậy chắc chắn các bạn sẽ không thể là Kimura rồi đúng không ạ? Vậy các bạn nói được là gì? Tôi không phải là Kimura. Vậy các bạn sẽ nói thế nào ạ? Không phải là sẽ là Ja arimasen. So desu. Watashi wa Kimura ja arimasen. Dozo. Moichido ne. Watashi wa Kimura ja arimasen. Dozo. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là Dewa arimasen. Vậy các bạn tên là gì ạ? Các bạn nói tên của các bạn đi với this. Được chưa ạ? Đương nhiên bạn cũng không phải là anh Suzuki rồi. Vậy tôi không phải là Suzuki. Khi đó các bạn sẽ nói được là gì? So. Watashi wa Suzuki じゃ ありません. Dozo. もう一度. Hoặc ではありません. いいですか? 次. Em bé này chắc phải 4 tuổi đúng không? Cho nên em bé này không phải 2 tuổi. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì? Đâu rồi? Em bé này không phải 2 tuổi. So. お子さんは 2 歳 じゃ ありません. Đâu rồi? もう一度 ね. Các bạn bao nhiêu tuổi ạ? Giả sử các bạn không phải 23 tuổi, cho nên các bạn nói sẽ nói là gì? Tôi không phải 23 tuổi. Vậy chúng ta sẽ nói được là được rồi. Watashi wa 23 sai ja arimasen.
Rồi rồi. もちろんね。私は23歳じゃありません。Các bạn là thực tập sinh. Vậy chắc chắn các bạn không phải là bác sĩ. Vậy các bạn sẽ nói được là gì? Tôi không phải là bác sĩ. Được rồi. Nếu mẹ các bạn là bác sĩ, đương nhiên không phải.